chỗ nè, nhanh luôn. What you do for love? Xin chào các bạn, mình là Chuối đây và trước mặt các bạn là một cái máy rung. Là con mèo. Ok, là một con mèo. Thì cái máy rung. Hôm nay mình và những thành viên của Team Rook sẽ làm những cái trò chơi cùng với chiếc máy rung này. Tại vì mình có coi được những cái video mà thử thách make up trên máy rung á. Thì bây giờ mình sẽ test trước bé Salmon nhà mình. Thì để coi phản ứng của Salmon như thế nào nha. Viết tiếng Anh. Bé này sợ rồi. Không chịu nhưng mà Salmon rất là khóa. Con này con trái đúng không? Đúng rồi. Được hết. Salmon là đực. Sao hai cái trứng của nó không bị rung hả? Tí anh để em trên máy rung này coi phản ứng của em như thế nào. Cái trứng em có bị rung không? Ok, để coi thử. Trời ơi, các bạn con người. Mình xin trình bày một ca khúc rap do mình sáng tác. Mình không sáng tác. Ê, em gái nhỏ ơi, nhìn em đẹp đó. Chỉ cần đi bước đi nhanh là tim anh kẹt đó. Bóng hồng kia chưa có chủ ấy dễ dàng nên dễ đường ngang. Biết đâu quạch chưa thiếu phần lơ. Anh thấy sao? Anh thấy là nếu mà mình để ở giữa nó sẽ bình thường nha. Còn nếu mà bây giờ mình để mông của mình qua một bên á là... Ổn không? Ổn không? Được rồi, chơi được, chơi được. Đau tim. Ok các bạn ơi, nãy giờ là mình với Mark rung xong rồi. Còn bây giờ tụi mình sẽ thực hiện cái thử thách đó là ăn trên máy rung coi như thế nào nha các bạn. Trên máy răng. Ok, đầu tiên là Bảo. Thì bây giờ mình sẽ cho Bảo ăn đồ ăn của Mít Menu, tức là quán của Mít Thi đó bạn. Thì ở đây có hai món là món gà viên với lại món cá viên. Nhiệm vụ của Bảo là sẽ vừa ăn và vừa rung. Ê anh Chuối, anh có nhớ tên món không? Giờ sao anh kêu cái món nghe nó hết ngon vậy? À, thật ra anh còn không nhớ tên món, tự để mình lấy điện thoại coi chính xác nha. Món này là món bánh gà, còn món này là món cá tempura. Ok. À, này cá đó, gà đó, gà. Nghe nó khác nhau không? Đó, cá tempura. Đây là một sự tài trợ đến từ Mid Menu của Mid Thi. Ok, còn bây giờ thì bật rung lên, nó mới ăn. Mình là Bảo Chiêu. Tên của mình là gì? Tên mình tên là Bảo Chiêu. Các bạn nhớ qua đăng ký kênh mình nha. Rồi, ok, bây giờ lụm đồ ăn lên. Bây giờ em phải nhiệm vụ là ăn hết 5 cục gà này. Bây giờ mày nuốt lát ăn. Mày nuốt hết cái đường hết được không? Được, ok. Em phải giờ ăn hết nguyên cái hộp này. Ok, bây giờ nàng cầm lên. Cục gà nó tưng tưng kìa. Chấm vô, chấm mạnh lên, chấm nhiều lên. Rồi. Có chừng, có chừng, có chừng. Xong quá. Các bạn ăn hết 5 cục gà nha. Anh phải nói chuyện. Này phải bình luận cái mùi vị sao? Mùi vị rất ngon. Cái búi tóc da sô của nó nè. Rồi gì hả? Em làm gì hả? Cho nó tiêu, cho nó tiêu. Giọng giọng lại tiêu đúng không? Ôi đây à. Sao anh? Bảo ơi, đúp anh ăn nè. Giúp mi rồi. Thôi cho em xuống đi mọi người. Ôi đúng hổ quá trời. Em sắp chờ. Đi đái không? Rồi cho nó đi đái luôn, quay nó đi đái luôn. Tiếp theo là Jimmy, thì thử thách dành cho Jimmy đó chính là ngồi trên máy rung và... Em làm gì vậy? Em thấy có lỗi quá. Em làm gì vậy Mai? Em sẽ sử dụng đôi đũa này để em gắp từng hộp chân châu về em ăn. À, mọi người nhớ qua channel của mình subscribe cho mình nha. Kênh của em là gì? Kênh của mình là Jimmy Tì Gì. Tì Gì? Jimmy bao nhiêu ký? Dạ 40. Wow. Sao mà không gắp đồ cũng đáng không à? Được không? Ổn ơi, ổn không? Thôi gắp được một cục cho 10 điểm nè. Về chỗ nè, nhanh luôn. Một cục thôi. Gắp trên châu, gắp trên châu. Em chỉ cần gắp lên được thôi, em khỏi ăn cũng được. Wow, bạn ơi. Oh, anh cho em cái nĩa. Ừ rồi, cái nĩa em là em xài được. Ôi văn nước kia hơn kìa. Đúng rồi, em đi. Được, được nha. Ăn đi, ăn đi, ăn lẹ. Yeah.
Khoan nữa, thử thách. Khoan nữa. Đi rửa tay đi. Rửa tay đi. Chung lít, đi rửa tay đi. Đi sửa tay đi. Các bạn coi nè. Dạ sửa là bắn tứ tùng. Bảo giờ cái gì mà cười bảo. Em chỉ biết, em biết không, em chỉ thấy nghe chờ nói gì đó thôi. Cười mò cho anh vui thôi. Ủa em là gì? Cười mò cho video vui thôi. Vui thôi. Anh biết ý em là gì luôn á. Ok, màn tiếp theo sẽ là mình chơi thì thử thách dành cho mình đó chính là mang nó lội xuống cái ghế salon. Nó đau chừng rồi. Thử thách dành cho mình là mình sẽ ăn bún đậu mắm tôm trên máy rung. Các bạn biết rồi, mắm tôm mà nếu mà nó văng tứ tung một cái thôi là chắc người mình thơm lắm. Má căng vậy? Có khi nào nó ngớt. Bây giờ mà anh đánh bọt cho cái mắm tôm nó lên nha. Lên bọt đây. Anh phải đánh bọt. Bắt chanh vô chưa? Nhiều quá. Anh nghĩ là anh có thể kiểm soát nó được mà. Mấy đứa hãy tin anh. Má miếng thịt này nó còn sống kìa. Nó lắc. Ôi, mắm tôm nó ngớt. Miếng thịt nó gớt. Ôi, cục chà. Ôi. Mình đang gấp cái miếng mắm tôm nó ra. Mình ăn được miếng thịt rồi. Nhưng mà mình thấy đau vú quá. Bây giờ anh nhảy cái thịt xuống, anh cầm cái chén mắm tôm không anh chấm á, nó dễ hơn. Ở đây. Rồi. Trời. Em chết chưa? Kẹp hai chân á, kẹp hai chân giống em hãy. Ừ. Đúng rồi, kẹp vô. Nó chóng mặt quá. Nó nhảy tứ tung. Được. Má, bỏ xuống. Giò lộn hết luôn. Buông ra. Buông cái tay ra. Kẹp hai chân chắc vô. Chấm lẹ lên. Hai cái chân đẻ vô á. Gần hết giờ rồi. Đúng rồi. Cầm cái chén lên. Bún đậu chỗ chúng tôi rất là tươi sống. Nó còn nhảy ra đó trước mặt mấy bạn đây. Lẹ lên. Cắt cái chén bỏ vô cái chén chấm rồi. Giỏi. Lẹ lên. Thôi gấp mắm tôm. Ăn lẹ đi. Thôi, nó bắt vô mặt rồi. Ăn lẹ đi bạn ơi. Ăn đi. Rồi, miếng thịt rớt vô miếng mắm tôm rồi. Nè. Không được. Được. Má nhìn nhiều quá. Và người cuối cùng sẽ thực hiện thử thách này đó chính là Mark. Ăn và gì? Mark sẽ ăn rau câu với lại bánh lăng. Ê, lấy cái tay đi, mùi mắm tôm. Quá nhìn nè, tượng hình không? Không. Biết sao không, rau câu nó trên cái máy này nó lắc. Có mùi ông chuối nghe mùi khấm luôn á ba. Cái dĩa có mùi mắm tôm luôn. Dễ mà đúng không? Đó, coi cục rau câu nè. Thôi con đi diễn luôn má ơi. Tao ổn mà. Tao không cố ý chen. Thật ra là tao tính ăn đó nhưng mà nó không. Nè, sẵn nè. Ơi. Anh sợ nó hớt vô người mình đó mà. Ngon. Lá cái gì bị cưỡi ngựa ở phi nước kiều ấy. Trời cảnh đẹp quá ha. Mèo ơi, lấy cho em con mèo ơi. Mọi người vui lắm tại mắt em nó bị hí á. Nhưng mà em về là nó lên là nó bị nhắm mắt lại. Cuối xuống là nó mở mắt ra. Bây giờ em biết em đang trong quán bar vậy. Chấm vớt vậy đó. Sao? Ổn không? Hoàn thành nhiệm vụ. Tâm 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 tâm. Thật ra cái vấn đề ở đây đó là do cái mắm tôm của chuối. Má cầm lên mà vẫn còn nghe mùi mắm tôm trên tay ăn nó kỳ cục quái cái luôn á. Mắm tôm nó nằm trên tay đúng không? Em bị tâm lý á, ám ảnh. Có mùi mắm tôm má rồi luôn á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Nhớ nhấn like ủng hộ mình nha. Còn bây giờ bye bye.